Chào Mục sư Vương. Hôm nay chúng ta có cơ hội đi hầu việc Chúa ở Ottawa. Mục sư có phát biểu gì ngày hôm nay? Cảm ơn Chúa, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tới Ottawa. Thực sự ra là tôi đã đến Ottawa trước đây rồi. Nhưng mà trước đây là chỉ đến để chơi thôi. Nhưng mà lần đầu tiên đến Ottawa để mà hầu việc Chúa và có cơ hội gặp với anh em ở trong Chúa, cũng như có sự thông công với anh em ở trong Chúa. Đây là một điều phước hạnh. Vì thực sự mình cũng biết rằng là khi mình hầu việc Cha của mình thì không có điều gì vui sướng hơn bằng. Amen. Và cảm ơn Chúa, ở đây thì anh em, Chúa sắp sẵn anh em có một cái tình yêu thương đặc biệt ở trong Chúa, đối đãi với mình. Và là một người con cái Chúa mà khi đi đến một nơi khác mà gặp lại anh em ở trong Chúa có tấm lòng đối đãi với mình, thì mình cảm ơn Chúa vì thấy tấm lòng của mình được ưu đãi lắm. Amen. Ưu đãi lắm. Cảm ơn Chúa. Và anh em thì đối đãi mình bằng tất cả mọi cái lĩnh vực. Không phải chỉ là thuộc linh không, tấm lòng không, nhưng mà cũng là thức ăn, rồi đủ mọi cái thứ, giải trí khác. Và cảm ơn Chúa thì anh em cũng cho cái cơ hội. Bây giờ đang lúc đứng ở tại cái nơi, một cái park đẹp. Và có cái cơ hội để mà ngắm cảnh thiên nhiên do Chúa tạo dựng nên. Amen. Và cảm ơn Chúa thì đây cũng là một cái điều mà Chúa nhắc nhở mình nên có cơ hội quay trở lại. Chắc là có nhiều đấy mục sư ơi. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Bởi vì ở đây không phải là phong cảnh đẹp, nhưng mà tấm lòng của anh em cũng muốn mình quay trở lại. Amen. Thì không có lý do gì mà mình nói rằng mình xin no. Amen. Lần sau thì cần mời bà mục sư cùng với hai công chúa đi nữa. Là coi như là đến đây hầu việc Chúa và thông công với anh em luôn. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta có cơ hội đi cùng với gia đình Tèo, Thủ và những anh em khác, chúng ta đi câu cá. Và ngày mai ấy, thì như Tèo hứa ít nhất là có 15 con cá sẽ được theo mục sư Vương về Toronto. Alleluia. Tôi sẵn sàng 15 con hoặc là 150 con cũng được, cũng không sao cả, càng nhiều càng ít. Cảm ơn Alleluia. Chúa. Đây là Tèo, con trai của tôi. Tèo được cái rất là tài, coi như đá thả cần câu xuống là phải dính cá. Cảm ơn Chúa. Đi bé Duy An, cháu nội tôi nữa, nó cũng được cái ơn câu cá lắm, con nào con đấy là bự hết cỡ luôn. Cảm ơn Chúa. Nói là Chúa đãi đàng những đầy tớ của Ngài thật là tuyệt vời ha. Lắm lúc tôi ngẫm lại, tôi bảo trong thời gian trôi qua tôi hầu việc Đức Chúa Trời, trong mấy năm đi hầu việc Chúa khắp nơi trên thế giới, phải nói là tiền tàu xe rồi máy bay rồi đủ mọi thứ đó, biết bao nhiêu tiền mà tôi đâu có. Hoàn toàn là Chúa, là Đức Giê-hô-va Jireh đã chu cấp mọi sự. Cảm ơn Chúa. Okay, ngày hôm nay là nhóm Agape, là nhóm tình yêu thương ở tại thủ đô Ottawa, Canada. Chúng tôi có buổi thông công ngoài trời sau khi đi nhóm. Hôm nay chúng ta nhóm 2 suất, buổi sáng là nhóm tại DOC, là Dominion Outreach Center Canada, là một trong hội thánh được ơn nhất cái vùng này. Và sau đó buổi thứ hai là đi thăm một cái nhóm mới thành lập, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Community Church. Đây bé chúng ra đây phát biểu con. Ra đây. Con phát biểu gì trong cái buổi ngày hôm nay đi chơi? Ngày hôm nay đi chơi hả? Yes. Đã vậy thôi hả? Con ra phát biểu sao về Ottawa? Con muốn quay lại không? Nếu có điều kiện quay lại. Quay lại khẩn trương hả? Bám nan hoa mục sư Vương nha. Sắp tới bậc Chúa sai mục sư Vương đến, con phải đăng ký ngày ké mục sư. Nhưng phải mướn cái xe rộng hơn để đưa cả vợ với cả thằng đẹp trai đi nha. Thằng cháu nội tôi đẹp trai lắm. Wow. Cảm ơn Chúa.